Xin chào anh em, ở đây mình có một cái máy cạo râu có 5 chục thôi. Thì bây giờ mình sẽ bóc và thử dùng cái máy cạo râu 5 chục này so với lại mấy cái máy vài trăm nghìn mua ở cửa hàng xem nó có hợp lý không nhá. Hôm trước cái máy cạo râu cũ của mình nó bị hỏng cái lưỡi cạo. Thế là mình định mua lưỡi cạo mới, nhưng mà ở cái quán, cái cửa hàng tại nhà mình nó bán cái lưỡi 180.000. Thế là mình nghĩ lại, mình bảo thôi lên thử Shopee đặt xem có cái gì rẻ hơn không. Đây mình đã đặt được một cái máy cạo râu với giá 5 chục đây. 68.000 là được thêm một, mình đặt 54.000 với lại mười mấy nghìn được thêm một cái bộ dao cạo. Đây, hàng thì chắc chắn là hàng tàu thôi. Mình thấy mọi người dùng cái máy này khá nhiều, có vài chục nghìn thôi, rẻ hơn cả một cái lưỡi dao cạo mà. Đó. Mà ra đâu nhỉ? Hộp kia cũng xịn phết đấy chứ. Cái này phải cắm sạc trực tiếp à? Không có dây sạc đâu, nghĩa là cái này cắm sạc trực tiếp này. Cũng có một đầu để bật tăng đơ đây, và một cái nút, mình xem nào. Nút này bật cái gì vậy? À đây, cái nút này là bật cái tăng đơ, cái không phải là tăng đơ mà gọi là cái gì nhỉ? Cái để cạo cái rìa tóc bấm bấm ấy. Còn về cái này xem nào, xem chạy không? Chạy ngay. Máy rung rất là mạnh. Đây, anh em có thể thấy nghe cái máy rung rất là mạnh. Mình không biết phải do mình không biết dùng hay không mà sao mình cảm thấy cái này nó cắt rất là khó cắt, cộng với lại không đi nhanh bằng cái máy cũ của mình đâu. Đây là cái máy cũ của mình này. Đây, cái máy cũ của mình thì là cái máy của Xiaomi, bán với giá như là 400 hay sao ấy. Đọc cái lưỡi của không này của nó bán 180 rồi. Còn cái máy này chỉ có 50 thôi. Cái máy này thì mình cảm thấy nó nhỏ gọn hơn, nhưng mà khi cắt thì mình cảm thấy nó rất là khó cắt. Cắt thử bằng cái máy này. Cái này của mình lưỡi, một cái lưỡi nó bị hỏng rồi. Nghĩa là hôm trước là bị rơi một cái và bị gãy rồi, nhưng mà nó vẫn cắt rất là nhanh, nhanh hơn cái máy kia rất nhiều và không bị đau đâu. Cái máy này mình cảm thấy nó cắt như kiểu lưỡi lớp cồn, nhưng mà rõ ràng vừa mua cảm thấy nó hơi đau đau lên, nhưng mà được cái giá rất rẻ, có mấy chục thôi, có 50.000 một chiếc, thì mình không thể nào đòi hỏi được nó bằng được cái chiếc như mấy trăm này mình mua được. Nhưng mà mình cảm thấy là cái này có mấy chục thôi, cắt nó khó hơn một chút, nhưng mà nó được cái giá rẻ. Còn đây anh em có thể xem một cái máy lưỡi hỏng của mình nhá. Cái này mình lưỡi này mình dùng mấy tháng rồi đấy, sẽ phải đến gần năm rồi, nhưng mà cái lưỡi này bị hỏng rồi. Thì bây giờ mình sẽ cắt thử bằng cái lưỡi này. Nếu mà các bạn mua online thì ở trên cái cửa hàng chính hãng của Xiaomi, trên Shopee nó cũng bán, cái này chắc nó cũng rơi vào đâu đó khoảng hơn 200, nghĩa là vẫn phải đắt gấp 4 lần cái kia. Thì bây giờ mình sẽ dùng thử cái này cho bạn xem. Đó, các bạn có thể thấy là cái hàng của Xiaomi này vẫn khá là chất lượng, cạo rất là nhanh, chứ nó không như cái hàng rẻ tiền này đâu. Cái này của mình không hiểu tại sao mình cảm thấy cảm giác rất là lâu nhá. Mặc dù nó là máy mới và lưỡi mới, nhưng mà vẫn cảm thấy bị rít rít đau đau. Nên tùy nhu cầu sử dụng và giá tiền mà anh em có thể lựa chọn một cái sản phẩm giá rẻ này, hoặc là một cái sản phẩm của Xiaomi này nhá. Các bạn có thể tham khảo cái cửa hàng bán hàng của Xiaomi này ở trên dưới phần mô tả, và mình cũng để luôn cả cái cửa hàng của cái máy giá rẻ này mình mua cho anh em tham khảo. Anh em có thể sử dụng một trong hai máy này đều được. Và mình thấy cái máy dưới này thì hơi tốn thời gian đó, và cảm thấy chất lượng không được nhanh và bằng cái máy kia đâu. Mình phát hiện ra một điều rất hay, đó là cái máy nhỏ này thì nó sẽ phù hợp với việc cắt những cái râu ngắn, nghĩa là các bạn cạo hàng ngày ấy thì không sao. Bởi vì bộ râu mình vừa cạo đấy là mình nuôi được khoảng tuần lễ rồi, nên nó rất là dài. Thì cái máy ngắn này, nếu mà các bạn cắt những cái bộ râu ngắn kiểu hàng ngày cắt ấy, thì nó sẽ không để lại cái chân đen đen. Còn như cái máy to này này thì các bạn sẽ phù hợp hơn việc cạo những cái bộ râu cứng và dài hơn, nhưng mà nó sẽ để lại một chút ít chân đen đen nhá, rất dễ nhìn luôn, kiểu cái đầu chân nó không được như dao cạo. Còn cái máy nhỏ này thì phù hợp với việc cắt râu ngắn và cắt hàng ngày thì sẽ không để lại cái chân đen đen, nhìn nó không khó chịu như cái máy này đâu. Nên nếu anh em mà sử dụng thì có thể mua cả hai cái về như mình như này, và cắt khi râu dài bằng cái máy to này, và sau đó cạo thêm bằng cái máy nhỏ này sẽ hay hơn. Hoặc là sử dụng hàng ngày thì anh em có thể sử dụng cái máy nhỏ này, giá thành vừa rẻ vừa có thể cạo được hết sạch chân lông nha.
Xin chào và hẹn gặp lại anh em.